Rồi, ghép sim cho iPhone XS Max 16.4.1 và lock T-Mobile nha. T-Mobile Sprint. Rồi, với sim Mobifone nha. Sim Bisan Auto vẹt 1.3. Nó là sim ghép vô địch hiện tại và để ghép mấy con TMSI nè, với UBE này kia là nó auto mod nha. Rồi, vẫn như cũ, ghép sim thì bỏ vào nhập mã. Cái này mình nạp sẵn cái file của thằng T-Mobile rồi, nên mình nhét vô là nó tự nhận nha, khỏi phải nhập lại. Còn nếu mà những cái mạng khác ATPT gì đó thì mình mới cần nhập lại thôi. Hoặc là ghép Mobi này với cái mod BS á mới phần nhập lại, tại vì mình đã nhập sẵn cái mod của EBS. Giờ mình sẽ kích hoạt ra để nó load sóng. Bisan Auto phôi mỏng hai mảnh, siêu mỏng, IC đổ keo ngon lành, có thể cắt ra để ghép máy đời cũ được nha. Rồi, nhấn vô là lên sóng luôn. Còn thử nha. Okay, rồi. Để biết số điện thoại của quý khách bấm 94, để quản lý tài khoản bấm 95, để thoát bấm 96. Rồi, bây giờ vô xếp thêm cái mạng dữ liệu di động này, ABN này nữa. Rồi, trở ra có điểm truy cập nữa là xong. Quá trời là dễ. Rảnh rảnh thì phích luôn cái IBCC luôn ha, còn không thì thôi giao cho khách. Nhưng mà đối với IBCC thì tốt nhất nên phích trên cái eSIM này sẽ ổn định hơn. Mình phích với mấy cái máy đời thấp mà TMSI này nó mất phích, dễ mất phích hơn, nên cũng giới hạn. Cái đó tùy chọn thêm, mình thích thì mình thích, không có là thôi. À, xong, quá nhanh. Bisan Auto vẹt 1.3. Riêng vẹt này thì T-Mobile với Sprint mà đút vô là lên luôn, rồi không phải làm gì thêm. À.